quý vị chương trình truyền hình ngày thứ hai 8 tháng 10 trên kênh 7. Mời quý vị theo dõi những tiết mục sau. 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Ý Lý lẽ con tim tập 20. 6 giờ phim hoạt hình phim bồ. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ ca nhạc đẹp nhất tên người. 7 giờ 30 phút trò chuyện cuối tuần. 8 giờ 15 phút di sản thế giới. 8 giờ 30 phút du lịch vòng quanh thế giới Tokyo. 9 giờ cuộc sống quanh ta điểm tựa yêu thương. 9 giờ 15 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam màu sắc phố phường tập 2 và 3. 11 giờ 15 phút bác sĩ gia đình. 11 giờ 30 phút kiến thức tiêu dùng sử dụng máy đánh răng bằng nước. 12 giờ chiếu phim phim truyện Hồng Kông sức sống mới cho tình yêu tập 11 và 12. 13 giờ 45 phút văn hóa ẩm thực món ăn xứ Huế. 14 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Singapore tình yêu và số phận tập 18. 14 giờ 50 phút phim truyện Việt Nam ngày trở về tập 1. 16 giờ câu lạc bộ thể thao. 16 giờ 40 phút nhịp sống thể thao. 17 giờ chiếu phim phim truyện Đài Loan hạnh phúc bất ngờ tập 21 và 22. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ kịch thiếu nhi đôi hài bảy dặm. 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Fix và Fosy. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ 15 phút truyền hình trực tiếp chương trình album vàng. 22 giờ tin trong nước. 22 giờ 20 phút ca nhạc Việt Nam đất nước tôi. 23 giờ 10 phút đất nước mến yêu Tây Hoa. 23 giờ 30 phút vấn đề thể thao trong tuần. 23 giờ 55 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao.